Đây là hai loại ống thở mà Tuyên dùng để dạy bơi cấp bằng người cá quốc tế của Hiệp hội Bơi lặn biển người cá thế giới BDIC. Thì Tuyên thấy là em là bao nhiêu tuổi ha? 13 tuổi hả? Trên 13 tuổi phải dùng loại ống này em ơi. Đây là dành cho người lớn. Còn này là cho trẻ em. Tháo ra đi, tôi hướng dẫn sử dụng. Chưa được 30 giây đó, tập tiếp. Thở nước ổn định 10 lần xong rồi tập tiếp, nín thở tiếp. Khi nào được 30 giây thì mới được. Nít xin cũng thở nước 10 lần rồi tập tiếp nha. Bữa nay hơi thở em ngắn cuộn luôn á. Ba Sa cũng vậy, thở nước 10 lần xong rồi tập cố gắng nín thở 30 giây. Chừng nào làm được thì đi chơi. Xong 10 lần rồi em có quyền đi bơi. Hả? Bơi tiếp, bơi 10 vòng đi. Em xong 10 lần nhưng mà em ở đây em phải tập tiếp. Bởi vì em chưa biết sử dụng. Kevin làm thử đi. Coi Kevin làm nè. 1, 2, 3. Thấy chưa? Thổi nước ra hết. Rồi em làm. Thổi ra. Bà thở mạnh lên, bà thở hết hơi mà luôn. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain hidden in your smile. I can finally see you now.
smile, I can finally see you now.